Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Bay Vlog. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 và ngày mà mình sẽ được đi ra ngoài, được đi làm. Và hôm nay thì mình sẽ lên văn phòng S-Channel, sau rồi sẽ đi quay, sau rồi sẽ bóc outfit xem là S-Channel hôm nay sẽ mặc cái gì. Và hãy cùng đi với mình nhá. Đây thì hôm nay mình mặc áo sơ mi. Mình đã cố làm rồi nhưng nó vẫn chưa có thẳng lắm. Một chiếc quần ống rộng và một đôi giày sneaker và túi tốt. Phong cách của mình thì hôm nay mình muốn mặc trông nó thoải mái nhưng mà nó giống đi làm một chút, bởi vì là mấy ngày ở nhà thì mình là mặc đồ ở nhà quá là nhiều rồi. Cùng đi thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đón Metzano để đi quay vlog ngày đầu giãn cách. Bây giờ thì mình đang đợi Thư với Khánh với Trang với cả Đen ra để đi một vòng Sài Gòn trước khi mà đi làm, thì xem là Sài Gòn sau giãn cách thì nó có thay đổi gì không. Mà mình quên đường luôn các bạn. Rồi ơi. Hello mấy cưng. Hello. Chào đi mọi người. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người. Mọi người nhớ xem cái clip này ở trên channel nhá. Mình quay tới đây rồi đấy. Gần rất nhiều luôn. Này, có được hỏi tư không? Có được hỏi nhân viên anh ơi ly nào ngon? Trời ơi. Hỏi cho vui thì thôi chứ vẫn biết là gọi ly nào rồi đúng không? 1, 2, 3. Cheers. Mới chúng ta mới gặp lại nhau. Lòng em cảm thấy xuyến xao bồi hồi khi được gặp anh ngày hôm nay. Tim em đập và thở khát. Đây là hàng sau khi giảm 4 cân các bạn. Quá. Ôi chân nhỏ như hai cái tăm luôn á. Nhảy lục cây tốt luôn á. Anh Bay nói vậy xong Vân sẽ edit cái chân của hàng. Hello Thư. Tụi mình gặp nhau suốt mà nhở? Bữa em bắt xếp bánh trung thu cho anh đó. Sau dịch là cái gì đã thay đổi? Sau dịch em thay đổi tâm tính hơn. Em tĩnh lặng hơn, em sâu lắng hơn, em cảm xúc hơn. Điều gì khiến bạn buồn nhất ngày hôm qua? Hôm qua em bị vịnh lại. Xong rồi em đi ra chủ em rút một củ em đưa cho các anh vịnh đem lại. Bởi vì chỉ vì 6:15 thôi mọi người. Chỉ vì 6:15. Em lạc đường đúng không? Em lạc đường, em biết gì đâu, em lạc đường. Xong em vô ngay cái chốt luôn. Chứ em không biết gì hết. Vô tình cái anh xét ai tình với em. Em biết gì đâu. Vì anh nhắn tin Zalo cho em luôn. Anh nhắn tin Zalo cho em luôn. Hello Minh Anh. Hello à, xin chào mọi người. Hello chào. Hello Thư. Anh thấy không? Anh thấy là cho dù em đeo khẩu trang nhưng mà em rất là make up rất là đầy đủ thì có thể lên hình. Điều gì đã thay đổi? Trời ơi mọi người, em ở nhà rất là lâu, xong kiểu em nghĩ là đường Sài Gòn nếu mà ngày hôm nay ấy thì nó vẫn yên bình như là mấy ngày trước thôi. Nhưng không, lúc mà em ra khỏi ngoài đường á, đường đông đến mức mà em muốn quay xe đi vào đi ngủ tiếp. Sốc luôn đúng không? Sốc luôn á. Anh cũng kiểu là nghĩ một ngày thật là đẹp rạng ngời nhưng ra mưa sấp mặt ướt hết cả người. Dèo dèo đi ra đường xong rồi cái trời mưa. Hôm nay em đi làm bằng kiểu gì? Em có người yêu đón, chị Thư đón em. Thư như kiểu Tết đến xuân về, tất cả mọi người gặp lại. Xong rồi kiểu ngồi tay bắt mặt mừng, chúc mừng năm mới. Dưới cảm xúc của em về nhà nghỉ dịch như nào? Tan vỡ. Em nghe nói á, là sau khi hết dịch thì Minh Thư hồi trước là mặc áo bra là còn ở giữa, em bây giờ là mất luôn rồi. À, em mất luôn rồi. Đúng rồi, đừng làm quen. Em gặp anh qua màn hình máy tính là đã quá nhiều rồi. Thôi mình ôm nhau bằng tay. Cảm xúc hôm nay đi ra đường như nào? Bồi hồi á, tim em bây giờ đập rất là nhanh. Tại vì sáng giờ em uống 3 ly nước. 3 ly vậy? Cà phê, trà sữa, cà phê. Uống quá nhiều, uống nhiều để bù những ngày tháng ở nhà không được uống á. Rồi uống nữa không? Để anh đặt cho. Để ngày mai đi, mình còn gặp nhau. Ngày mai. Thế lên văn phòng cảm thấy như nào, có thấy lạ lắm? Đúng rồi, lên văn phòng anh có tin em mất 1 tiếng đồng hồ để đi tìm đồ của em và set up mọi thứ trở về như cũ. Một góc là việc màu hồng đó. Còn đây là đang edit bài gì? Đang edit hao đồ của cây sinh viên. Wow, mọi người chuẩn bị xem hao đồ nha. Đây là team gì không biết luôn á. Sau đợt dịch là quay lộn nhào và bây giờ nhìn lại là không biết team gì luôn. Lúc hồi nãy thì em không nhìn vô cũng hết hồn anh. Cái gì đấy? Rồi iPad này. Cái gì đây? Cái rổ, không phải cái rổ gì luôn. Hẳn một cái cục cái gì ở trên cái bàn phím này ghê vãi. Đây anh đổ em đây là gì? Cái gì á? Nóng hả? Có hẳn phòng tập gym luôn. Okay.
Ok, như là hứa thì hôm nay mình sẽ quyết định bao outfit các thành viên hôm nay đi làm, xem là chuẩn bị cả tháng, mấy tháng trời, xem đi làm có đẹp hơn không. Minh Thư. À, đầu tiên là em ăn mặc đơn giản lắm, chả có gì ấy. Tự dưng sớm mở mắt ra ngủ dậy tự dưng có đồ trên người ấy. Thế là chả có gì hết ạ. À, tức là cái bộ này là tối qua mặc đi ngủ, sợ sáng mai dậy là chiếc áo Blackpink in your area, tông màu đen hồng, mọi người thấy rồi. Skirt hả? Skirt tao bao order từ đầu mùa dịch đến giờ, bây giờ nhận này, xinh không? Bao tiền? 400 hay sao ạ? Áo chữ 8. Túi cho anh Key thôi hả? À, không biết bao tiền. Nhớ các ba hai chai lít đèn kỳ rồi. À, cái túi này đợt đi cưới cũng đeo đúng không? Đúng rồi, chính nó. Nhẫn mua đâu đó trên mạng rẻ lắm, vài chục nghìn à. Vòng yếu sinh lý. Wow, ông yếu sinh lý ít xăng lô, ít xăng lô vông. Đọc sao thư, đọc sao thư, đọc sao, đọc sao, đọc sao. Quá đẹp, quá đẹp. Ok, mình không biết đọc full thì mình đọc quá SL. À, kính kính đen phòng Monster 4 triệu đồng cộng vào nhá. Ok, cô gái chúng ta Dư Tây. Dạ, Dư Tây chào chương trình ạ. Giày rất xinh nha, cho xem cái giày của Dư Tây thì là yêu liền luôn. Ai cũng đi từ trên xuống, em đi từ dưới lộn ngược lên. Đúng rồi, Dư Tây là từ dưới lên. Dạ vâng, đôi giày này là em order ở một cái web mà trải rộng trên toàn thế giới, 135.000. Dạ không, Shopee. Ok, 135.000. Nhưng mà quay trong lại là rất xinh đó mọi người, xinh là rất xinh luôn. Dạ, chân váy này là chân váy em mới vừa mượn của Vân Vân, tại vì mọi người xem là cái clip trên Net Channel em mặc quần dài và lệt thệt không giống ai, em thấy trời mưa có mình em thấy giống một khùng quá, em quyết định mượn cái chân váy của Vân Vân. Rồi xoay vòng có tà luôn, xoay vòng. Quan trọng là vậy nè mọi người, quan trọng là vậy nè. Wow. Đó, đâu phải ai cũng làm được đâu. Váy như cái váy què mà cái áo như cái áo què luôn á. Vậy hai cái lại là nó hết què. Cái này què miếng. Rồi áo. Cái áo này là của Gourmet, đây một cái áo tay phòng chỉ nổi. À. Sơ mi. Tiếp theo là cái túi của Ando. Đúng rồi đó, nhưng mà quan trọng là ở trong đây nó có những cái mà không phải ai cũng có. Nhưng mà anh đừng hỏi em có cái gì. Ok, và người tiếp theo. Hello Châu Giang. Trời ơi, hôm nay tính mình tông sổ tông hả anh? À, trước khi bóc outfit ở tông sổ tông nhỉ? Là một cái tô ảnh này. Đây là phong cách gì ta? Ulanji hả? Cái gì gọi là cái gì? Uyang hả? Uyang cái gì á? Không biết cái đấy lắm nhá, nhưng mà kiểu mà Hàn Quốc rồi Trung Quốc bây giờ rất là chuộng đúng không? Trước khi bác office thì xin hỏi là trong thời gian qua ở nhà nghe bảo là em đã độ mũi. Trời ơi, idol mà ác dữ vậy. Không nhưng hiểu. Mà nó cao thật, bây giờ anh nhìn lại nó cao thật, có phải là do em kiểu chọc mũi quá nhiều nên là nó cao lên. Ê, cũng hợp lý hả? Nhiều cái vậy á. Nhưng mà kiểu như anh thấy bọn mọi người đồn là em đi sửa mũi. Đúng, đúng, tại vì trên TikTok á, mấy bạn đó rất là đinh ninh và chắc chắn luôn, mũi bình thường không bao giờ có như thế này cả. Ừ. Cho nên em cũng suy nghĩ về bản thân mình, có khi nào em đi sửa tiêm thuốc mê nhiều quá là em quên không? Anh cứ lên bảo mọi người là không có chuyện đấy, ra mũi đẹp vậy lâu rồi không có chuyện sửa, nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy giống sửa thật. Nó sinh ra rất là nhiều, hình như là mở khóe mắt nữa, mắt cũng bự lên mà mặt thì to hơn rồi chứ đâu. Bốc, tự bốc luôn hả? Tự bốc. Anh không hỏi hả? À, túi. Đây, túi rất xinh luôn, mình rất là ưng luôn, sáng nay có nhiều bạn hỏi mình lắm, nhưng mà mọi người... Không làm gì có ai hỏi em, ba cái đồ YouTuber lúc nào cũng là nhiều bạn hỏi lắm mình á. Chỉ có mỗi anh hỏi thôi, giờ túi mua ở đâu ạ? Túi này là của Juno, tầm 600-700 gì đó nhưng mà Juno tặng. Ừ, áo gilet nè. Mua một set 3 món. 600 thì cái áo này cho là khoảng 200. Ba món của nó là một cái áo ghi lê, một cái áo sơ mi với lại một cái chân váy. Nhưng mà em chỉ dùng cái này áo ghi lê thôi. Cái áo trong rất là đẹp nha, áo trong ra chụp ảnh rất là nhiều rồi, có cái ảnh chụp ở khách sạn 5 sao rất là nổi, mình đặt hình ở đây rồi. Áo bao tiền, áo bao tiền? 230 thôi. 230 mua ở Nude Closet ở Hà Nội. Quần 420, mắc nhất của Lamin. Giày là cái giày hôm trước bị mốc ấy đúng không? Mốc chưa? Giày bị mốc là giày khác. À thế à? Giày này là giày mới. Giày The Wolf. Hình như 1 triệu mấy một đúng rồi, rút là triệu mấy đấy. Triệu mấy á. Nhiều bạn hỏi, nhiều bạn hỏi thật là chị Giang dùng điện thoại gì, Samsung hay iPhone á? Samsung. Mọi người đoán đi ạ. Hay là iSung ạ? Đây là Samsung Galaxy Note 11 Pro Max. Rồi, mọi chị Giang xoay một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc sau khi đại tu. Hello cô ơi. Bây giờ bác outfit này, cái áo nó mặc hoài luôn. Đâu nào mới mặc lên trong phòng lần đầu. Đây là phong cách gì ạ? À, ngoài đông ở trong là hẹp. Rồi áo trong chắc là áo Uniqlo. Áo Uniqlo 150. Em nhớ tại sao em mua cái áo này rồi, em mặc áo này hộp này rồi. Bình thường là mặc áo sơ mi. Ừ. Nhưng mà em mặc áo này để mình kiểu mình trưng trổ cái sự ốm của mình ra. Mình ốm đi mấy cân, ốm đi mấy cân? 2 kg. Ê kính đẹp, kính đẹp, kính à. Kính này là có 300.000 thôi. Quần này là Uniqlo luôn. 2 triệu. Ừ, quần này là được lên báo tuổi trẻ, báo con 14 xinh. Có vẻ như là sau cái post đấy thì rất là yêu quý Uniqlo nha. Rồi dài.
Vậy là Nike, cái này Nike gì quên giá rồi ta. Ừ, đôi này là không nhớ tên luôn á. À, vòng cổ. À, vòng cổ nó đi một bộ này, vòng cổ là hai cái này. Là đến từ một cái thương hiệu rất là lâu đời. Đó chính là Chợ Bàn Cờ. Ừ, cái này là mắc nhất của bộ outfit ngày hôm nay luôn. Ờ à. À, một post quảng cáo đến từ Daniel Wellington. Một post. Dạ. À, rồi. Wow, đây là tóc mỡ. Mọi nhiều người nuôi dài mà nuôi đến một nửa mà nản á là không có cái tóc này đâu. Ừ, tóc thì này trị giá là 5 tháng. Không, em nghĩ là em sẽ chừa lại cái đuôi á, xong rồi mình cắt xong mình thấy cái giao diện không hợp á. Không ổn là anh sẩn cái đuôi lên cho em để mua led. Nhưng mà xấu quá ra một đầu mo là sẩn luôn. Ok. Rồi cái người tiếp theo. Mà hết rồi. Bạn thẻ xanh hả? Thì cái cây thẻ xanh giới thiệu cho mọi người, nếu mọi người chưa biết thì đây là Linh thịt gà chứ không phải Hukochi. Người bảo em là Hukochi tái sinh để vào lại SM. Dạ không mọi người, em rất tự tin là em có Rồi tóc của em là tự nhuộm hả? Dạ đúng rồi, tự nhuộm. Không, em bóc outfit rất nhanh nha. Ờ, bóc đi. Sipi. Rồi em hãy giải thích về chiếc áo đi biển của mình. Em đặt cái áo này để đi du lịch hè mọi người. Hè này em định em định đi Đà Nẵng, đi biển mọi người. Anh em rủ là mày ra Đà Nẵng đi rồi tao bao ăn ở hết, mày chỉ cần ra đó thôi. Cái áo bao tiền? 150. Cái quần 150. Đôi giày 150. Là 450. Cái đầu 150. Cái đầu 150. Quay sao nào cái mắt kìa. Em còn cái mắt kiếm 15 ngàn cặp với mắt kiếm của chị Giang. Là Giang là nghe bảo Giang mua hết 150 à? Giang 120 mà Linh mua 150. Không, 15 ngàn. 15 nghìn. Ok, và người cuối cùng của chúng ta. Rồi, hello mọi người. Dạ, outfit của em hôm nay rất là nhẹ nhàng. À, đây là quần của bò sữa Baibu. Ừ. Có giá là tầm 800 nghìn. Ồ, ờ, còn local brand. Local brand. Còn áo thì nói chung là shop nhà quê. Shop ở quê. Shop ở quê. Ừ, shop ở quê, anh gọi là shop ở quê hình như là 500 nghìn. Shop ở quê và 500 nghìn còn đắt hơn cả local brand. Rồi túi hàng miễn phí của Nestle. Ok, rồi xoay một vòng. Wow, mái tóc. Mái tóc này, nào hãy nói về mái tóc. Em đã từng làm gì với tóc của mình chưa? Dạ chưa, đây là một mái tóc được dưỡng rất là nhiều, tốn rất là nhiều tiền vào đây. Tầm vài triệu để mà được một bộ tóc suôn mượt. Trong này rất là nhiều. Cái gì đưa xem? Tại vì đây bạn này à. Tại vì bạn này rất là, trên người rất là thiếu vải. À, không, trên người rất là thiếu. Trông rất là thiếu thốn á. Trông trông rất là nhìn thiếu thốn đồ rất là local. Nhưng mà rồi ở trong đây mọi người, đây là vài triệu ấy, giống như là Colourpop. Xong rồi cái này là cái gì em quên mất hãi. Không rồi. Câu hỏi mà rất nhiều người hỏi, thực ra chả ai hỏi cả. Em có định dự thi một cuộc thi sắc đẹp nào khác không? À, thật ra là nếu mà có cơ hội thì em cũng sẽ tham gia. Và với cái sự ủng hộ của mọi người nhiệt tình như vậy thì em nghĩ là em sẽ tham gia. Cảm ơn Quỳnh Trang nha. Quy Cha Instagram là Quy Cha. Và bạn thích outfit nào? À, thấy ai mà ấn tượng nhất thì có thể comment ở bên dưới. Và nếu mà mình muốn mình làm thêm nhiều nội dung bóc phim nữa thì hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.